Trọng Nghĩa trân trọng kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đến với chương trình của VCOW Television phát hình trên các băng tần 57.13 tại miền Nam California, 16.2 tại miền Bắc California cũng như trên www.vcow.tv. Đây là chương trình Thiên Hạ Sự với nhà văn Phạm Gia Đại và Trọng Nghĩa. Và hôm nay chúng ta đã bước sang Thiên Hạ Sự lần thứ 118. Chủ đề mà hôm nay mà nhà văn Phạm Gia Đại đã chọn đó là tấm lòng lân mẫn. Kính thưa quý khán thính giả, tấm lòng lân mẫn là tấm lòng biết trắc ẩn, thương xót tha nhân bị lâm vào cảnh túng thiếu, khổ ải. Từ ngữ này gần đây hầu như đã đi vào quên lãng. Nhưng với bao nhiêu tấm lòng bác ái đã mở ra, làm chúng ta phải nhắc lại tấm lòng lân mẫn này. Trong quốc văn giáo khoa thư ngày trước tại Sài Gòn, chúng ta đã học kể về bao nhiêu là câu chuyện với tấm lòng nhân hậu, thương người như thể thương ân, thương thân, hoặc là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, vân vân, là những câu chuyện của tấm lòng lân mẫn. Ngược lại với lòng lân mẫn là tính bủn xỉn hay là keo kiệt mà chúng ta đã chứng kiến ở trong đời. Nhiều người có tiền bạc giàu có, thiên tài vạn ức, nhưng cả đời không bao giờ bố thí lấy một đồng. Thiên Hạ Sự kỳ thứ 118 này sẽ đề cập đến hai sự khác biệt tương khắc này của con người. Và Trọng Nghĩa xin được giới thiệu đến quý vị nhà văn Phạm Gia Đại. Xin thân mến chào nhà văn Phạm Gia Đại. Xin chào anh Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, thấm thoát mà chúng ta đã đến chương trình 118 rồi. Và trong chương trình này đó là chúng tôi chợt nghĩ đến rất nhiều những tấm gương bác ái ở tất cả các tôn giáo, ở tất cả các sắc tộc và ở các mọi thời đại đều có những tấm lòng bác ái đó. Mà ngày xưa đó là chúng ta đã từng dùng cái chữ từ ngữ này mà bây giờ tôi thấy ít người ta ít dùng lắm. Nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta vẫn có, đó là tấm lòng lân mẫn. Lân mẫn tức là mình biết thương xót, mình biết nghĩ tới người khác, mình biết là đau cái đau của người khác, buồn cái buồn của người khác. Và khi nhìn thấy người ta khổ, người ta thiếu thốn, người ta nghèo đói, người ta đói khát, tự dưng mình thương họ và đồng thời mình muốn làm cái gì cho họ. Mình có thể gửi tiền cho họ, mình có thể mua cho họ một cái bát cơm, hay là mình có thể cho họ một tấm áo, cho họ mặc. Đấy là tấm lòng lân mẫn, là con người chúng ta đó, là từ khi sống chung với nhau trong xã hội chúng ta nhìn thấy những cảnh đời nó khác nhau. Có những gia đình thật là giàu có gia đình thật là nghèo đói, có gia đình ít con, có gia đình giàu đầu rất đông con cái. Cho nên ngày xưa mà đông con nuôi cũng vất vả lắm quý vị. Chưa kể nói tới bây giờ ở đâu, bây giờ ai cũng sợ hết, không ai dám có con nhiều hết. Bởi vì mà nuôi mấy đứa con bên Mỹ này nó tốn kém ghê lắm. Anh nghĩa thế, nó tốn lắm và nó gọi là nó đòi hỏi rất nhiều cái người mẹ, người bố phải hy sinh thời gian nó cho đứa bé nhiều lắm. Vâng. Nó thì nó mới có thể mà giúp cho đứa bé mà nó đi học rồi nó trưởng thành, rồi nó thành công sau đời là sao đó nghĩa. Dạ, có một lần đó Trọng Nghĩa đọc tờ báo cách đây cũng vài năm đó, Trọng Nghĩa thấy là ở Mỹ này đó, riêng ở Mỹ thôi mà nếu mà nuôi một đứa con đó thì người ta đã tính ra đó, nghĩa là từ nhỏ, từ bắt đầu mới sanh ra, tiền mà cái cha mẹ phải giống như là phải vào bệnh viện để sanh con, cho đến khi bắt đầu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, rồi 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, cho đến khi mà cái đứa bé nó mà ra đời, bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học đó, là hình như là cái số tiền là lên đến khoảng gần, nghĩa là ít nhất là phải 350 ngàn cho đến 400 ngàn đó. Thì thưa nhà văn Phạm Gia Đại, vâng. Tôi cũng có một cậu em, nó có làm về CPA đó, về accounting, cậu cũng tính rồi. Vâng. Cậu cũng nói rằng là ít nhất cũng là 250 ngàn. Vâng. Số tiền ít nhất đó là 250 ngàn để nuôi đứa bé, cho đến khi mà nó lớn lên, nó vào đại học vân vân đó. Nếu nó học xong đại học thì chúng ta chưa có kể nó là bao nhiêu nữa. Đấy là cái tốn kém của nuôi một cái đứa con ở bên Mỹ. Còn ở Việt Nam mình thì nuôi nó ít hơn. Dạ. Bởi vì là con đông mà, cho nên là cứ đứa lớn thì trông đứa bé là trông đứa bé nữa. Là chị trông em là cứ thế, thành ra nó cũng đỡ đi nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã nói về cái đề tài này vì hôm nọ tự dưng chúng ta đọc một cái bài báo nói về một cái vị thuyền trưởng của người Mỹ đó. Ông đã cứu tới
hàng chục ngàn người đó anh Nghĩa, dạ. ngoài biển biển Đông đó. Vâng. Sau khi chúng ta mất nước thì có phải là ông đó người Hàn Quốc không ạ? Người Đại Hàn không ạ? Có một ông người Đại Hàn và có một ông người Mỹ nữa. Người Mỹ nữa, vâng, vâng. Vâng, có rất nhiều những vị mà có tấm lòng lân lẫn, có tấm lòng bác ái lớn lắm. Chúng ta nhìn họ không khác gì chúng ta nhìn Chúa, chúng ta nhìn Phật, chúng ta nhìn Bồ Tát vậy. Bởi vì quý vị nào đã từng đi vượt biên ngoài biển thì biết rằng có những lúc mà sóng to gió lớn, cái thuyền tưởng chìm rồi, sắp chết rồi. Và mọi người là không biết bấu víu vào đâu hết, thì tự dưng có một cái thuyền nó xuất hiện, một cái tàu xuất hiện và tự dưng là người ta cứu vớt những người đó lên trên cái tàu đó. Và họ đưa đến một bến bờ tự do. Thì đấy là những cái mà người ta gọi rằng là những Chúa đã xuống, những Phật đã xuống, Bồ Tát đã xuống để cứu con người ta trong giây phút nguy hiểm nhất trong cuộc đời của mình. Mà chúng tôi đã đề cập một lần trong cái chương trình này rồi đó. Cũng như là anh Nghĩa cũng có kinh nghiệm thời gian mà khi mà anh đi vượt biên đó. Vâng. Là anh đi vượt biên nó cũng nguy hiểm kinh khủng lắm đó. Rồi sau đó mình mới tới được bến bờ tự do đó. Vâng. Đó, đó là cái mà chúng ta thấy rằng là qua trải qua những cái giai đoạn mà khó khăn nguy hiểm tới tính mạng của con người như vậy thì chúng ta nhìn thấy được cái tấm lòng bác ái, tấm lòng của con người, tấm lòng mà người ta không kể màu da, quý vị, họ không phải là người Việt Nam mà tự dưng họ thương người Việt Nam, thương những cái người mà đã phải bỏ nước ra đi, bỏ quê hương ra đi vì không sống nổi với cộng sản, phải ra đi. Họ thương những người đó cho nên họ cứu giúp người đó. Và không những họ cứu giúp người đó đâu mà họ còn cứu mang những người đó. Thì biết bao gia đình đó, khi mà kể cả gia đình HO chăng nữa đó, khi mà được bảo lãnh qua bên Mỹ đó, có người mà được có thân nhân ở Cali mới bảo lãnh qua Cali được. Còn nếu không có thân nhân Cali thì đi những tiểu bang khác. Và khi họ đi qua tiểu bang khác đó, họ có những cái gọi là những người sponsor đó, những người bảo lãnh đó, những gia đình người Mỹ họ sẽ giúp đỡ cho những gia đình này. Họ lo chỗ ăn chỗ ở, nhiều khi người ta cho ở trong nhà họ nữa. Và đồng thời sau đó thì người ta cho đi học, người ta cho xe cộ, người ta cho đi học thêm tiếng Anh, người ta tìm việc làm. Rồi sau này trở nên những gia đình có con có cái rồi thì họ lại trở thành những người giống như là thân nhân trong gia đình của mình. Cái điều đó quý vô cùng. Và chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta đã tìm thấy được sự sống trong cái chết. Và đó là những cái tấm lòng mà chúng ta nghĩ rằng những người đó trong suốt cuộc đời mình, cho đến khi nhắm mắt, không bao giờ chúng ta quên được. Không quên được những ân nhân đó, những cái người mà đã cứu giúp hàng chục ngàn, không phải là một vài trăm người mà hàng chục ngàn người Việt mà vượt biển mà đang ở chỗ nguy hiểm mà đã đến được bến bờ tự do đó. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải biết ơn. Đồng thời ra đó là chúng ta cũng thấy rằng nó, cái tấm lòng lân mẫn nó bàng bạc ở trong cái xã hội nào cũng có hết. Có rất nhiều những người họ rất là tốt, hoặc là họ có tấm lòng, họ thương người. Mà chúng tôi đã từng kể chuyện cho quý vị nghe rất nhiều rồi. Trước thời gian mà chúng tôi bị biệt giam lưu đày ở ngoài miền Bắc chẳng hạn đó, trong những thời gian, những năm lưu đày đó thì sau 4 năm trời mà bị cách biệt, không có được liên lạc với gia đình nào hết, không biết gì hết. Gia đình chẳng biết mình sống chết, mình chẳng biết gia đình như sao. Thì một hôm là được cái thư, họ cho viết thư về gia đình. Và mình có thể xin được một số những cái thuốc men, các thứ cần thiết của mình. Thì xin lỗi. Thì đến khi đó là gia đình bắt đầu tiếp tế vào. Và khi gia đình tiếp tế vào thì bà cụ tôi viết thư vào thường dặn là chúng tôi là mẹ gửi cho con nhiều hơn một chút để cho con chia sẻ với bạn bè. Vì trong đó có nhiều người được thăm nuôi, nhiều người cũng không được thăm nuôi, quý vị. Có người ta gọi là con mồ côi đó, tức là chẳng có ai thăm cả. Thành ra chúng tôi sẻ cho họ một ít những cái quả cát mình có, đôi lúc sẻ cho họ ít về thuốc men khi họ bị đau yếu, hay là cho thêm ít quần áo để cho mặc cho ấm hơn. Đấy là những cái sự chia sẻ với nhau. Và cái tấm lòng lân mẫn đó mình học được là chính từ bà mẹ của mình. Bởi vì mẹ ở nhà mà mẹ biết trong tù khổ lắm, thiếu thốn lắm, cái gì cũng chẳng có cái gì cả, là không có một cái gì hết trong tù, con số zero. Cho nên mình bị thế nào thì bạn mình cũng bị như vậy. Cho nên mẹ tôi đã dặn như thế. Và cái tấm lòng thương người của mẹ đó, tôi đã học được tấm lòng đó. Và mình nghĩ rằng là đó là một cái điều mình trân quý.
chân quý, mình học rồi mình lại dạy cho con mình, cho cháu mình, là mình lại nói chuyện với những người khác. Và cứ thế cái tấm lòng lân mẫn đó nó cứ thế nó trải rộng ra, và nó trải rộng ra bao nhiêu thì người ta lại càng thấy rằng cuộc đời nó đáng sống bấy nhiêu, và con người ta đáng thương, con người ta đáng yêu, và con người ta đáng quý bấy nhiêu. Đấy là tất cả những câu chuyện chúng tôi muốn kể chuyện lại quý vị. Tuy nhiên là cũng có những câu chuyện mà chúng tôi vẫn kể quý vị về gia đình của một người bác của chúng tôi mà có nhiều cái đặc biệt lắm. Hôm nay chúng tôi cũng kể lại là hai bác thì có tấm lòng thương người lắm. Phải nói là thấy người nào mà khổ tự dưng là kêu con đem cái đó qua bên ấy cho gia đình cái đi. Họ đang thiếu đó, cho họ ít gạo hay là cho họ quần, cho họ áo. Thì trong gia đình nó cũng có một người anh lớn, thì anh cũng học được cái tính thương người của bố mẹ đó. Cho nên ông ấy thấy ở nhà có cái gì dư là ông đem cho bạn thôi. Thế nhiều khi nó xảy ra nhiều chuyện mà nó cũng là cười ra nước mắt quý vị. Thì ví dụ như là ông thấy ông bố có 4-5 đôi giày. Đôi giày thì ông mới lấy đôi giày ông bố ông cho bạn. Ông bạn thì ông bố ngủ ở sao? Bố về bố thấy mất đôi giày này của bố rồi. Thì anh kể là bố ơi con cho bạn con ra của. Thế sao con lại cho bạn con mà? Con thấy nó không có giày bố ơi. Mà bố có tới 4 đôi thì biết là lấy một đôi. Thì ông cũng cười ông nói gì. Thế có một cái nữa là một hôm mà ông có hai cái ông có máy đánh chữ đó. Hồi đó chúng ta chưa có computer như bây giờ đâu quý vị, tất cả đánh bằng máy đánh chữ hết. Đánh chữ thì máy đánh chữ của ông nó cũ rồi, ông mới mua cái mới. Một hôm ông thấy cái máy cũ của ông mất tiêu rồi, không thấy đâu hết. Ông mới hỏi ủa không biết ai có lấy cái máy đánh chữ của bố đi đâu không. Thì anh kia nói thầy ơi con có lấy con cho bạn con rồi. Thì ông bảo ủa thế sao con lại cho bạn con. Và con thấy bạn con nó đứng ở dưới đường đó, nó nói chuyện, nó bảo là nó nhà nó bây giờ nghèo, bây giờ không biết làm cái gì, mà nếu mà có máy đánh chữ nào có thể nó đánh thuê đó. Anh nghĩa ngày xưa người ta đánh máy đánh thuê thuê đó, vâng. Thì có thể kiếm thêm ít tiền. Thế cậu ta mới thòng cái máy đánh chữ cũ của ông bố này thòng xuống dưới cho cậu cái người bạn ở bên dưới. Ông bố lắc đầu và thì đồng ý là con thương người rồi, nhưng mà bố cũng cần cái chuyện này chứ, thì bố không phải nghĩ đến bố với chứ. Thì anh nói là thì bố có cái máy mới để về cho bạn con cái máy kia, thì nhiều khi quần áo của bố cũng vậy nữa, ông cũng lấy cho bạn chẳng hạn. Thì có một hôm là đi về, gia đình thấy ông đi thăm người bạn đi về thì mặc còn đúng một cái áo mayo và cái quần xà lòn thôi. Vâng. Đi trên xe gắn máy về, gia đình của quần áo con đâu hết trơn rồi. Bảo thầy mẹ có biết ông con đến nhà bạn con nó đi lính, thằng bạn con đi lính, nó đi lính về Nam Cộng Hòa đó. Thì lúc đó nó đi lính mà nó về thì nó không có còn bộ quần áo nó hết thầy à. Thì con chả biết làm sao vì ngày mai thì nó ở đây nó chơi, nhưng ngày mai nó về đơn vị rồi. Thì con cởi bộ quần áo con cho nó luôn. Thì ông bố cũng cười, ông cười ông nói gì, nhưng đấy ông bảo nó cũng học được cái tính đó của bà đấy, nói với bà mẹ. Thế nhưng mà cái câu chuyện mà của cái cô út ấy, thì chúng tôi kể nó mới lại có sự khác biệt thế này. Là vì khi mà kỳ trước chúng tôi kể chuyện cô có vượt biên đó, và may mắn là được cái thuyền buôn của Thái Lan họ ấy vớt, lúc bây giờ khi vớt rồi thì cái tàu của cô là bị sóng đánh tan tành hết. Thì sau đó là cô mới đưa được định cư qua bên Canada. Thì khi mới đi qua Canada là nghèo lắm, cho nên là bốn chị em đó là bốn người bạn với nhau mới thuê một căn phòng thôi, ở chung với nhau bốn người bạn gái. Thì ba người bạn gái kia thì họ có bạn trai hết cả rồi, còn cô này thì cô quyết tâm có học, vì cô muốn là cô học xong cô sẽ bảo lãnh gia đình đi qua nữa, chứ không phải là lo cho một mình cô thôi. Cho nên cô ấy ở trong trong cái căn phòng thì chật quá, cho nên cô mới vào trong cái phòng phòng restroom quý vị, cô làm cái phòng học của trong đó. Cô lên tâm ván, cô bắt trong đó cô ngồi học suốt mùa hè, mùa đông gì cũng học. 12 tháng trên 12 là học hết. Và sau 3 năm, thay vì 4 năm, 3 năm cô lấy xong được cái bằng BS ở bên đó. Và khi mà như thế thì là... xin lỗi. cô có được cái việc làm tốt. Thì trong cái thời gian cô đi học, nó khổ như thế này. Cô nói là không có tiền. Cho nên đi tới cái chỗ mà nó bán những cái loại giày dép nó bán cũ đó anh Nghĩa. Không biết bên đó nó gọi là cái chỗ nào, nhưng mà đến cô mua được cái đôi giày, hai đôi giày, nhưng đôi giày đó nó
nó cũ quá rồi, trên cái gần muốn há mõm của nó rồi. Mà cái bên mùa đông anh nghĩa bên đó rồi, biết nó lạnh kinh khủng lắm. Lạnh lắm. Cô đi có một cái lần cô nói là cô đi học về đó thì cô cảm thấy chân cô không có cảm giác gì nữa. Thì cô sợ quá cô cái mới đó nói rất là nguy hiểm nha, có khi phải cưa chân luôn đó, nếu mà nó chết hết, nó bị hoại tử mấy thì cái tế bào. Tôi nói, tôi vẫn nói chuyện quý vị là con người ta có phước là vậy đó. Cô này đáng nhẽ bị cưa chân rồi. Nhưng mà đến lúc bây giờ là các bạn con xem như thế thì có một cái người ở bên hàng xóm bên cạnh nó mà là phải đi bệnh viện ngay lập tức, không có để được. Thì khi mà chở cô tới bệnh viện ấy, thì người ta nói rằng là may mắn lắm á, nếu cô chỉ để trễ nửa tiếng một tiếng sau chúng tôi phải cưa chân cô. Dạ. Đó nó cô không có cảm giác gì hết á, coi như chết, cái chân chết rồi. Vâng. Thế mà cứu được cái chân đó đó. Thì sau đó đó là cô mới đi làm. Đi làm thì cô bảo lãnh được hết gia đình đi qua. Thì trong cái thời gian cô ấy đang đi học á, thì cô ấy mới tìm cái việc làm. Thì khi cô tìm việc làm thì người ta mới nói là có một cái bà cụ này, người ta cần cái sự giúp đỡ đó, thì cô mới đến nhà cô giúp cho bà cụ đó. Thì khi đến giúp bà cụ, không ngờ cái người con gái của bà cụ đó đến thăm, mới nhìn thấy cô này làm việc mà tận tâm quá, mới nói rằng là cô có muốn làm cho tôi không. Thì cô này đang cần việc mà, và việc gì cũng làm hết á. Thì bảo là ở nhà tôi cũng cần có một số việc, thì bây giờ làm cho bà cụ xong về nhà tôi làm. Thì cô này có đến nhà của cái bà đó tên là bà Jones, đến đó là cái trên cái vùng đó, nó gọi vùng Kangaroo ở bên Canada, chắc anh Nghĩa biết. Dạ biết Kangaroo. Kangaroo gần hình như là cái đảo ở Victoria phải không? Dạ không phải, Kangaroo nó nằm ở giữa, nó nằm ở cái một cái tỉnh trong cái gọi là Edmonton đó, Edmonton. Nó nằm trong cái tỉnh của Canada ở chính giữa. Lúc mà Trọng Nghĩa từ Hồng Kông mà bay qua để mà được định cư bên Canada là Trọng Nghĩa đến Kangaroo đó. Vâng, dạ. Thành ra cái câu chuyện này kể cho học quý vị nó có nhiều chuyện lạ là thế này. Khi mà cô có đến cô giúp cho cái bà mà bà John, con của cái bà cụ này á, thì bà John bà thấy cô này cô ấy làm việc siêng năng lắm, mà gia đình tử tế, kể chuyện thì biết là gia đình cũng khá giả ở Việt Nam mà chẳng may mà không sống được mà phải đi thôi. Thì từ từng bà mới thương cô này. Cô nghe cô nói rằng là bây giờ cô đang đi làm việc kiếm tiền để mà cô học cho xong cái BS để cô bảo lãnh gia đình qua, thì bà này cảm động qua bấm nói thôi bây giờ mà bà không có con, bà nhận cô này làm con, thì bây giờ là con ở đây với ta đi, thì ta không có lấy tiền nhà đâu, cho con ở đây để con để dành tiền con bảo lãnh gia đình, tội nghiệp quá. Thì bà vun đắp cho cô này, bà giúp cho cô này từ cái lái xe trở đi cho tới kiếm việc làm sau này nữa, là bà giúp cho cô ấy. Thì sau này là bà ấy trở thành giống như là một cái người mẹ mà đỡ đầu cô ấy, cho tới khi mà sau này cô ấy lập gia đình đi nữa, về Mỹ cô ấy lập gia đình nữa, bà khi mà sanh con bà, ông bà đi theo qua tận bên Mỹ để mà trông con cho cô ấy nữa. Vâng. Họ sống như thế mình thấy là quá ư là tốt, mà người ngoại quốc mà họ thiệt sự là có lòng từ tâm, họ giúp đỡ đến nơi mà cô thương cô này như con, mà thương mấy đứa con của cô như là mấy đứa cháu của mình vậy đó. Mà thậm chí bà cũng bế cả mấy cháu này đi bác sĩ nữa. Thì khi bà đi bác sĩ thì mấy cái bà mà làm trong bệnh viện mới nói chà bà, tôi thấy bà trông chăm sóc cháu này tốt quá nhỉ, bà có làm việc không, bà đến bà chăm sóc dùng cho cháu cho tôi. Thì bà này cười bảo không, tôi chăm sóc dùng cho cháu cho một đứa con của tôi thôi. Thì đấy là cái tình nó kéo dài bao nhiêu lâu, đến cái độ sau này nó hai giống như thể là ông bà trở như là bố mẹ ruột của mình nữa. Thì đấy là cái tấm lòng mà tôi nghĩ rằng là thật là khó mà kiếm được. Mà nó nhiều lắm quý vị. Mà những người mà đi qua Mỹ đã từng thấy rằng là nó có rất nhiều những cái người Mỹ, những người Pháp, những người châu Âu họ tốt lắm. Họ giúp cho người Việt chúng ta biết bao nhiêu đây anh ấy. Dạ đúng vậy, đó. Dạ đúng vậy. Vâng. Và thưa quý vị, thời gian không còn nhiều nữa, nhưng mà Trọng Nghĩa có sưu tầm được một cái bài thơ nói về cái chủ đề ngày hôm nay do nhà văn Phạm Gia Đại đã đưa ra, đó là Tấm lòng lân mẫn. Thì đây là một cái bài thơ có tên là Hoa nhân ái, được sưu tầm ở trên mạng của tác giả là Trần Lê Phượng Loan. Trọng Nghĩa xin được đọc để kính tặng cho quý vị, cho tất cả quý khán thính giả của chương trình Thiên Hạ Sự. Ta gieo một hạt giống lành, ngày mai đất nứt ra nhành từ bi. Đất tuy khô cứng như chì, nước yêu thương tưới tức thì sinh sôi. Hạt từ bi bỗng đâm chồi, kết hoa nhân ái trên đồi tâm linh. Hoa kia chỉ nở khi mình chung tay chia sẻ
nghĩa tình áo cơm. Hoa kia chỉ tỏa hương thơm khi không toan tính thiệt hơn với người. Hoa nhân ái mãi còn tươi khi tim trải rộng, tình người đơm hoa. Hương nhân ái mãi bay xa, lời danh khép lại, đời là chim bao. Vô thường đâu biết mai sau, yêu thương xin hãy trao nhau nghĩa tình. Để cái bài thơ của tác giả mình Trần Lê Phượng Loan này sưu tầm trên mạng rất là hay và cũng hợp với cái chủ đề mà nhà văn Phạm Gia Đại đã đưa ra. Và Đồng Nghĩa nhớ một cái câu người ta nói đó là cái hương thơm của các loài hoa đó thì bay theo chiều gió, nhưng mà cái hương mà hương thơm của đức hạnh đó sẽ bay ngược chiều gió. Vâng, hay quá anh Nghĩa. Thưa quý vị, chúng tôi xin kể một câu chuyện rất ngắn về cái mà nó ngược lại với cái lòng lân mận đó. Một câu chuyện cũng rất lạ mà chúng tôi cũng kể chuyện là cũng trên cái vùng mà Kankuri ở Canada đó, thì trong một cái công ty dầu hỏa, người ta biết là bên đó nó có công ty dầu hỏa nhiều, nó phát triển lắm anh Nghĩa. Và nhiều người đó là khá giả nhờ công ty đó, họ làm việc lương cao lắm. Những cái kỹ sư mà tại California chúng tôi ở đây, ví dụ như là lương 150 ngàn hay là 200 ngàn, cho nên 100 ngàn là cái chuyện chúng ta thấy bình thường ở đây nếu mà họ làm lâu á. Nhưng mà bên cái công ty dầu hỏa đó, đó có những người người ta làm việc quý vị trên 300 ngàn. Và có cái ông này đó, chúng tôi tạm gọi tên ông là ông Chiến đi, là ông ấy làm tới 450 ngàn tiền lương lận, chưa kể những bổng lộc của họ trong công ty đó nha. Giàu lắm, phải nói rằng họ giàu lắm, chứ không phải nói là khá giả được. Họ giàu và làm bao nhiêu năm đó tích lũy lại bao nhiêu tiền. Nhưng mà có một điều là ông này ông không có quen vai lâu được, họ quen một thời gian ngắn rồi người nào cũng chia tay ông hết á. Vì mọi người ngạc nhiên rồi tại sao, thì hóa ra là ông này ông quá ư là dè sẻn, ông quá như ư là keo kiệt. Cho nên là không ai ở với ông lâu được hết. Thì ông buồn quá, một hôm ông nghĩ là ông về Việt Nam ông lấy vợ. Ông bảo về Việt Nam lấy vợ thì chắc là dễ hơn, ông nghĩ như vậy. Thì ông về ông cũng cưới được một cô rất là đẹp, một cô rất là đẹp, trẻ đẹp qua bên này làm vợ ông. Thì có một cái điều đó là cô này qua một thời gian đầu thì cũng sống, cô nó cũng rất là đàng hoàng, chứ không phải là cô muốn bám ống để qua bên này, cô cũng muốn có một cái gia đình thật sự. Nhưng mà sau đó thì cô kể chuyện lại, cô nói là cô không có ở với ông này được. Mới hỏi là tại sao vậy? Bởi vì ở bên Canada mùa đông quý vị nó lạnh kinh khủng lắm, mà ông không có vặn hít. Trời đất. Ông có vặn hít. Bên Canada là nhất là chỗ Calgary là cũng giữa, gọi là trung tâm ở chính giữa của Canada đó, là coi như là mà cũng mùa đông là cũng trừ 30-35 độ ở dưới 0 độ đó. Và ông chỉ vặn hít vừa đủ thôi, tức là không lạnh thôi, không để mà giàu quá có lạnh như thôi. Vậy đó, mà giàu có như vậy. Hạt tiền tôi nghĩ chắc là hạt tiền một tháng được độ 100-200 đồng cho bao nhiêu. Nhưng hạt tiền như vậy đó, cho nên ông bảo là tối đến thì cô này mặc 2 A3 cái áo măng tô vô để cho nó khỏi lạnh. Thế thì cuối cùng cô này có chịu không nổi, cô bảo thôi cuối cùng cũng phải goodbye, ông này phải đi thôi. Thì khi mà goodbye ông này đi rồi á, thì là khi mà làm ra lấy ly dị rồi, thì tại vì vợ chồng mà ông này phải cấp dưỡng. Phải chị cấp dưỡng. Ông này cấp dưỡng một tháng, cấp dưỡng cho cô này $5,000. Thì đến khi người ta nghĩ rằng là tại sao ông hạt tiện một tháng 100-200 đồng để bây giờ ông phải cấp dưỡng $5,000 để làm gì? Mà tình vợ chồng nó tan vỡ hết. Thì đấy là câu chuyện mà chúng tôi được nghe kể lại của cái bên Kankuri, công ty tôi kể lại, nhưng nghe mình thấy cũng nhiều chuyện mình cũng không giải thích được, mình không hiểu được, cho nên mình chỉ biết nói như thế thì mình kể nói như thế thôi. Thì đấy là những cái mà mình bài học cuộc đời của mình, có ý nghĩa. Có nhiều bài học rất hay mà mình rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho cái đời sống của mình. Nhà văn Phạm Gia Đại cùng với Trọng Nghĩa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị luôn luôn được cùng gia đình, luôn luôn được ân trên che chở và giữ gìn, và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu thương các chương trình do nhà văn Phạm Gia Đại và Trọng Nghĩa gửi đến quý vị, đó là chương trình Thiên Hà Sự. Và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị thời gian còn lại trong ngày thật là bình an và nhiều niềm vui. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả.